nhà anh có một vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao em chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu. Bên cạnh anh lâu lắm rồi,
chúng ta. Chúng ta anh hứa yêu chẳng một ngày cách xa. Anh nguyện cạnh em này, anh một lòng thiết tha. Em ơi, hãy cho anh được cưới, cưới em. Nguyện làm em luôn thấy vui, nguyện làm em luôn mãi cười. Và người anh muốn cưới chỉ có mỗi em thôi người ơi. Điều mà em luôn muốn là đừng khiến cho em buồn. Đôi lúc em lệ tuôn, lòng anh đau lắm em ơi. Và mai đây dẫu khó khăn, chỉ cần em vẫn ở cạnh. Anh vượt mọi gian khó để cho em. Và đừng lo em nhé, vì đã có anh bảo vệ. Anh sẽ luôn chờ che làm vợ anh nhé. Em yêu, hạnh phúc là điều giản đơn. Nguyện làm anh luôn thấy vui, nguyện làm anh luôn mãi cười. Và người em muốn cưới chỉ mỗi riêng chờ che. Vợ tuyệt vời nhất là em. Hạnh phúc là điều giản đơn. Và gia tộc ngoài Cẩm Lộ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì gia đình đã có một cái cơ dầu hỏi cho hai cháu. Trước hết là có bà ngoại của cháu và toàn thể cô dì chú bác của cháu đã về để làm lễ cho các cháu, mong các cụ ông gần chuẩn làm lễ gia tiên cho các cháu. Thay mặt vợ chồng ông bà Tưởng, tôi gửi đến các cụ, các ông, các bà cùng dòng các khách hai bên gia đình nhà cha gái gái là kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mời các cụ, các ông, bà cùng các quý vị ăn trầu xơi nước cùng với gia đình. Kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị, hai cháu, lượng và sen,
sau khi tìm hiểu đã yêu thương nhau và đã có quyết tâm để xây dựng hạnh phúc với nhau. Hôm nay gia đình đấu chất có sửa cơ giàu đến gia đình ông Tướng lễ làm lễ ăn hỏi thay mặt vợ chồng ông Tướng cùng gia đình gia tộc tôi chấp nhận cái lễ ăn hỏi này. Trước là làm lễ gia tiên, sau là công tác tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu, cuối cùng là mong các cụ các ông các bà ăn chồng xuôi nước rồi đi về nhà. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, ngọn nhà nồng ngát hương hoa. Ngày chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, ngọt nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Trái tim của anh phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về gặp lại em, lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người, tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình, người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Chợt trở về gặp lại em, lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc
gần 2 năm rồi. Cái gọi 20 tháng đúng không? Thì nhiều ký rồi mà. Xem thì biểu lượng ký chưa? Cháu đang làm ở đâu? Cháu đang đi học đại học à? Lượng bây giờ ra quân rồi sao? Vẫn ở trong quân rồi. Trong quân rồi. Bây giờ đang làm gì? Cháu đang làm công ty. Quen nhau được qua giới thiệu của ai em cũng quen nhau cháu rất quen rồi 20 tháng là ký rồi. Chúng ta không rời xa nữa dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó em chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim em nguyện chung tình. Người có biết khi xa anh trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Thay mặt cho hai gia đình xin cảm ơn các đồng chí. Cùng với những người chú của các cháu. Anh xin thay mặt cho xã xin trao những các cháu nhé. Đây là trao cho xe này. Đây là khoảng 2 bản chính. Không được lượng nhé. Giây phút đầu là tim anh yêu em khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một thứ ao chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi. Nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi.
đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Ngày giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Qua thời gian các cháu Sen và Lượng tìm hiểu nhau mà đã được hai gia đình thỏa thuận đồng ý coi như để các cháu xây dựng bạn đời với nhau. Đến bây giờ là những ngày chọn những cái ngày đẹp nhất và được sự bàn bạc rất kỹ lưỡng của hai gia đình. Cháu xin đại diện là họ nhà trai, qua sự bàn bạc của hai ông bà Chất và hai ông bà Tưởng trong này, mọi lễ nghi hôm nay là gia đình chấp hành đầy đủ các cái phần lễ nghi đối với gia đình trong này để các cụ dâng lên tổ tiên và lo hạnh phúc cho các cháu ngày mai. Đấy là qua ý kiến của gia đình, và như là trao rồi lại là tất cả các cái sự bàn bạc đã chuẩn bị đầy đủ và rất kỹ lưỡng. Xin phép ông đại diện cho nhà gái xin nhận lễ cho. Thay mặt gia đình nhà gái xin gửi đến quý các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác của hai cháu, hai họ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Qua ý kiến của vị đại diện gia đình nhà trai, tôi đại diện cho gia đình nhà gái chính thức nhận lễ của dẫn cưới của gia đình nhà trai, dẫn đến trước là làm lễ và báo cáo với tổ tiên, sau là báo cáo với gia tộc, bà con núi xóm về việc cháu Sen đã đi xây dựng gia đình ở ngoài Thuận Thành. Thế thì sau đây là tôi chính thức là đại diện gần cái nhận lễ.
sau khi các cái thủ tục của đại diện cho gia đình nhà gái đã nhận lễ của gia đình nhà trai đến đem đến gia đình chúng tôi lễ xin cưới cho hai cháu Lượng và Sen vào ngày mai ngày 12. Thì qua gia đình chúng tôi được nhận một cái lễ gọi là lễ đẹp của gia đình nhà trai đem đến. Thì sau khi thắp hương các cụ trong gia tộc rồi, gia đình rồi, thì thay mặt các cụ, các ông, các bà, đặc biệt là bố mẹ của cháu Sen, mà cũng chả biết tao về nhiều hay ít nào, nhưng mà lại tôi trao lại là cho hai cháu về làm vốn riêng để xây dựng giúp sau này nhé. Thế thì thôi, thì cuối cùng là một lần nữa là chúc như vậy là các cụ, các ông, các bà luôn luôn mạnh khỏe, ăn dầu sôi nước để chứng kiến hạnh phúc cho hai cháu. Về quê tôi bằng mình quý bạn ơi, người ơi, người Bắc Ninh lặng nghĩa cao thang, mãi mình làm công gửi trong câu hát, câu hát trao riêng câu hát mời chầu. Trao nhau bao ngày qua nồng thắm,
từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo, mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương, ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này, ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên, ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi tơ duyên bền lâu, trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo dừng say tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo, đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương, ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Tôi
Hoa đó, cho tự Hoa. Công việc của cháu Lượng và cháu Sen đến giờ phút này cũng đã coi như là đi đến một cái đích là gia đình nhà trai có một cái lễ xin các cụ nhận cháu rể là cháu Lượng, và sau đó là cho gia đình nhà trai chúng tôi xin dâu về ngoài nhà, và kính trọng mời trên các cụ, các ông, các bà về nhà, tại nhà trai để làm lễ thành hôn cho các cháu buổi chiều nay. Trên xin ông trưởng đoàn nhận được cái lễ xin dâu. Thay mặt gia đình nhà gái xin gửi quý các cụ, các ông, bà cùng toàn thể quý vị hai họ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc các cụ, ông, các bà, hai họ, hai cháu, Sen và Lượng, Hoa mở giang, yêu thương nhau và quyết tâm thực hiện nhau. Được sự nhất trí của hai chính quyền Quận Thành và Lương Tài, hôm nay hai gia đình, ông Chất và ông Tưởng tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai cháu, Sen và Lượng. Qua ý kiến của vị đại diện gia đình nhà trai, tôi đại diện cho ông bà Tưởng chính thức nhận cháu Lượng, kể từ nay đi là con rể của gia đình ông Tưởng ấy riêng và gia đình sản phẩm chúng tôi chung. Đồng thời cũng cho phép gia đình nhà trai đón cháu Sen về ngoài đó để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Trước khi ngừng lời, tôi thay mặt cho ông bà Tưởng trân trọng cảm ơn các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác hai bên nội ngoại. Mặc dù dịch giã là cũng có lắm, có phức tạp, trong cũng không quản thời gian và đã bớt chút được cái thời gian bằng của mình để đến đây chung vui cũng cùng ông bà và hai cháu. Cuối cùng là xin mời các cụ, công, bà đã ăn cháu chơi nước thì chúc cho cháu. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia. Chẳng cần em phải
bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thông yêu anh. Nằm bờ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cao mây trắng trong lành, đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay, ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó, dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau anh một đời. Anh ơi mai đang lấy xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như kẻ đôi vai, những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay còn món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu, bản tin thời sự và mic test vẫn còn đang ngấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần bận đi quát họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta, từ hơi anh bao đồng đi diễn chỗ này chỗ kia, tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, và cảm ơn em đã là hậu phương trong ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chờ cơm, anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau anh một khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em khi được ai nhà. Ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, ta từ đôi khi mơ cùng chỗ một giấc, thức giấc chung một giờ. Chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan,
em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua, mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong, anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Say ban đầu cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau, có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Một bình bóng chờ tân ấy thay mặt với đoàn gia đình nhà gái, tôi xin trân trọng đến quý các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách trong gia đình nhà trai lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các quý vị hai họ, hai cháu Sen và Lượng sau một thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau đã có sự gắn kết và quyết định xây dựng hạnh phúc với nhau. Được sự nhất trí của huyện Tân Thành và huyện Đức Tài, hôm nay ngày lành tháng đẹp, hai gia đình cũng chất và ấn tượng tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Được sự ủy quyền của vợ chồng công tưởng, tôi đại diện cho gia đình nhà gái chính thức giao cháu Sen kể từ giờ phút này trở đi là con dâu của vợ chồng ông Chất và nói riêng và gia đình nhà trai bên này nói chung. Đồng thời cũng chính thức là tôi nhận cháu Lượng kể từ nay trở đi là con rể của vợ chồng ông tưởng nói riêng và gia đình chúng tôi nói chung. Nhân dịp này, cho phép tôi gửi lời chào kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, lời cảm ơn nồng nhiệt nhất với sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái. Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn sự đón tiếp của gia đình nhà gái. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ, nhà trai, nhà gái. Hôm nay, duyên tơ hồng của hai cháu Lượng và Sen giải từ trạm lộ vào đến Trung Kinh, nay đã về đến quê nhà để làm lễ thành hôn. Tôi xin thay mặt đại diện họ nhà trai chấp nhận những ý kiến của ông trưởng đoàn họ nhà gái, và từ giờ phút này tôi xin nhận cháu Sen chính thức là dâu ngoan của vợ chồng nhà ông Chất, là cháu dâu ngoan của gia tộc họ nhà chúng tôi. Chính thức từ giờ phút này xin trân trọng cảm ơn các ông, các bà, họ nhà gái đã dành những thời gian quý báu đưa cháu về đây làm lễ thành hôn, thành vợ, thành chồng cho hai cháu Lượng và Sen. Không biết nói gì hơn nữa, chúng tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn các ông, các bà, họ nhà gái. Và tiếp theo cũng xin phép hội hôn cho phép tôi đưa hai cháu vào trong ban thờ để làm lễ gia tiên. Gió và mây
em băng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hai. Minh chứng của toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện tại đây, xin mời. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn. Xin cảm ơn ạ. Trên ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi. Chào nhau nhất cưới. Rực rỡ cùng hát lên lời trắng. Giữa tình yêu dâng sang thân yêu dấu, tặng đóa hoa hồng ngát hương. Giữa tình yêu chung vui với mọi người, lòng tôi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngỡ giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Cùng có một tư thế vô cùng tuyệt vời. Và quý vị cùng đến với tôi được không ạ? Xin phép toàn thể quý vị đang hiện diện tại đây. Ở đây có rất nhiều vẫn một câu nói quen thuộc của chú. Đó là chú đề nghị tất cả các cháu nhỏ dưới 15 tuổi nhắm mắt lại. Và quý vị cùng đến với tôi đi ạ. 1, 2. Vâng, và cũng như ngày hôm nay thật thế nào vinh dự của bọn anh đã cùng đến với gia đình để cùng mở một live show vô cùng hoành tráng để chúc phúc tới hai em, cho phép anh được cùng thêm mặt cho toàn thể các anh em trong ban tổ chức. Xin được chúc hai em trong năm viên mãn bắt đầu cụ thể. Và xin mời hai em chúng ta được cùng đến với một nghi thức nữa, đó là nghi thức cắt bánh và rót rượu cho ngày cưới. Xin mời hai em chúng ta cùng tiến tới chiếc bánh và rót những ly rượu để ta cùng chung tay các chiếc bánh để mọi cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai bạn trên cầu đường thành vợ thành chồng. Xin mời. Lòng tôi hồi sâu thương nhớ ngày đầu tình yêu tan nỡ giấc mơ hồng. Đêm một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau. Rồi màu đỏ, màu của tổ chức của máu của hai em sẽ hòa quyện để rồi cuốn quyết lấy nhau, từng bước trên một con đường mang tên một hạnh phúc, cùng hướng về một cái đích thật lớn lao mang tên gia đình. Có phải không quý vị? Và xin mời anh em sau khi cô trai thứ nhất, ta sẽ cùng cô trai thứ hai, cô trai thứ hai để ta cùng nhau mở tới cánh cửa. Xin mời.
6 chiếc ly phía dưới nào. Chiếc nhỏ phải không ạ? 6 chiếc ly để cho phép cô dâu và chú rể lời đầu tiên cùng đến với một nghi thức, đó là nghi thức giao bôi trong ngày cưới. Cảm ơn ông Tơ, bà Nguyệt là hai vị trưởng đoàn đã xe lối nhân duyên cho đôi bạn trẻ. Hai ly rượu tiếp theo là hai ly rượu để cho phép cô dâu và chú rể được cảm ơn dân đấng sức tài lượng và ngọc sen. Sớm anh hùng chứng trước tình đôi nữa mãi bên nhau đến trọn cuộc đời giao bôi chi. Một chàng pháo tay của quý vị được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Vâng, và hai ly rượu tiếp theo cho các người làm chương trình. Xin mời hai vị trưởng đoàn, ông Tơ, bà Nguyệt là vị trưởng đoàn của họ nhà gái cùng vị trưởng đoàn họ nhà trai ạ. Xin mời. Vâng, xin mời hai em cùng lên hai ly rượu của hai em ạ. Dạ vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn và xin mời cha mẹ của con nhận. Chúng ta hãy cùng tung một tiếng được không ạ? Một tràng vỗ tay của quý vị đi nào, xin cảm ơn ạ. Và xin mời chúng ta hãy cùng ngồi một chút đi ạ, để như một lời cảm ơn của cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng, cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều. Và cũng xin mời cha mời mẹ cùng lá lại sân khấu để ta cùng trao món quà yêu thương tới hai con. Xin mời. Cảm ơn ạ. Xin được chuyển lời của Phong Lượng và Ngọc Sen. Vâng, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Và Ngọc Sen, vâng, cảm ơn món quà yêu thương của cô rất nhiều ạ.